Rồi, hello, xin chào các bạn, quay lại kênh của mình. Hôm nay mình quyết định làm cái hồ ngoài trời. Cái hồ ngoài này các bạn, mình để nó lâu lắm rồi. Mình đợi để mình làm một cái ô kính ở đây. Nhưng mà cái thằng em làm kính nó bận quá. Chính xác là hồ bây giờ đã được 3 tháng, làm xong 3 tháng rồi mà bỏ không, mũi nó lên nhiều quá các bạn. Nên bây giờ mình phải làm, chứ không mũi vô nó cắn, nó chích con của mình. Nên bắt buộc mình phải làm thôi. Mình đợi cái ô kính nó để mình làm hoàn thiện, xong rồi mình thả cá luôn đó. Nhưng mình đợi hoài đợi không nổi, nên bây giờ mình quyết định là làm cho nó. Là bây giờ mình sẽ vớt rong ra, chạy lọc, gắn đèn UV và thả cá. Mình sẽ thực hiện trong một clip này luôn. Bây giờ trưa rồi, mình chạy đi giao mấy cái này trước đâu các bạn. Bộ lọc mini nè. Mấy nay mình bày ra khuyên cái sân của mình, thùng dưỡng cá rồi mật ngự lọc cái gì tùm lum luôn các bạn. Do dạo này đơn hàng của mình cực kỳ nhiều luôn, mà mình phải làm cho tốt nên bắt buộc mình phải bày ra tàu lơ như thế này. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ làm mọi chuyện ổn. Rồi bây giờ mình phải còn ra đi bắt cá mini và ship cho một anh khách ở Bù Đăng, Bình Phước mua liên tục luôn các bạn. Rồi bây giờ mình đi trước cái đó đã. Rồi đấy các bạn, đây là năm em mình ship cho một anh ở Bù Đăng, Bình Phước, dưới kèm thêm một cái hút mặt răng. Mình bắt ra bây giờ mình đóng gói mình đem đi Bà Rịa ship cho xe thành công các bạn. Rồi về tới nhà đó các bạn, giao em mấy em cá đó xong bây giờ về bắt một mớ em cá nữa giao cho anh khách ở Quy Nhơn, Bình Định các bạn. 10 em cá lớn, hồi nãy là 5 em cá nhỏ, giờ 10 em cá lớn. Rồi giao hai đường cám nó về nhà các bạn. Tối sáng mai đi giao cái bộ lọc này với lại ít cá mini. Bây giờ mình vệ sinh cái hồ này, mà bây giờ điện thoại mình hết pin rồi nên mình không có quay cái quá trình vệ sinh được, nên để mình vệ sinh bơm nước rồi chạy lọc 2-3 ngày gì đó, rồi khi mình thả cá mình sẽ quay phim chia sẻ với các bạn nha. Các bạn, mình chạy lọc rồi nè, bật nước vệ sinh. Mình vệ sinh sơ sơ các bạn, tại vì nó nhiều quá mình vệ sinh không được. Tối á, các bạn thấy còn đất ở dưới đó không, mình kệ luôn. Nói chung mình kệ đi, thả cá vô cá nó dọn giùm. Cái hồ của mình á, nó vẫn còn nó bị thấm nước đó các bạn, nên buổi tối hôm qua giờ mình bật nước là bây giờ cái hút mặt nó sắp hết hút được rồi. Các bạn thấy hút mặt nó đang hút ít không. Bây giờ mình chấm thuốc tím lại. Mình chấm thuốc tím cho nó khử khuẩn cái hồ này lại. Xong rồi mình chấm vi sinh, gắn đèn UV sau. Như cái hồ này chắc phải ví dụ như đánh thuốc tím mà đánh nhẹ các bạn, đánh nhẹ là thuốc tím mình dùng là 2g. 2g trên một khối là đánh nhẹ nha. Nhưng mà cái muỗng này là muỗng 5g nè các bạn. Nhưng mà thuốc tím nó khá nhẹ. Đúng rồi, nó nhẹ các bạn, nên phải cần có cái cân tiểu ly á. Mình là biến lấy lắm, mình chơi đại cái muỗng này luôn. Muỗng nó là 5g các bạn. Như bây giờ mà ý mình là muốn đánh mạnh luôn, đánh mạnh cho nó sát khuẩn cao hơn.
một lát nữa đó là nó tím hết cái hồ luôn. Cái mấy cái cây các bạn thấy rào rễ rồi nó đi xuống dưới đó nhiều, các bạn thấy không? Không biết nuôi cá chắc bỏ thả cá chắc không còn cây lá nào đâu, mình nghĩ là vậy, không còn rễ tí gì đâu, nó chắc nó quất sạch rồi. Mình đợi tím đánh tím xong nửa ngày bắt đầu mình đánh vi sinh. Rồi các bạn, sau khi mình chăm tím vệ sinh xong rồi chăm vi sinh thôi các bạn, bây giờ tới lúc mình thả cá. Đây là buổi sáng các bạn, sáng sớm mình bắt trong thùng dưỡng ra các em mà gọi là bị tồn kho các bạn, lâu rồi mà không bán được á. Đây là các em tồn kho, em Siro, Kohaku, Matsuba, Yamabuki, Funrinrin, Kihui, Ki Usuri, Benigoi, cá Việt hết các bạn. Tất cả các chỗ này là đều cá Việt. Mình sẽ thả thử test hồ chừng này nha. Bây giờ mình trước tiên thì mình sẽ ngâm cho quen nước trước, cho quen nhiệt độ trước. Đây, bỏ vô cái thác. Xả buổi sáng thì cá mới nó sẽ khó nhảy ra ngoài hơn các bạn. Tại vì theo kinh nghiệm mình thấy vậy đó, mình thả buổi tháng không à thì mình thấy cá nó không có nhảy ra. Nên lúc nào mình cũng thả buổi sáng hết á. Cái hồ này nó có cái hồ Nam Bộ các bạn, nó sẽ núp nha, mấy em này sẽ núp. Nếu mà lúc đầu nó nhát á, nó sẽ núp vào trong những cái ở phía trong đó. Thì các bạn xây hồ cá cũng vậy, các bạn rút kinh nghiệm là không nên xây hồ Nam Bộ giống mình. Bây giờ người ta xây hồ hiện đại không các bạn, là cứ xây hồ vuông, vuông vứt lắm, không có Nam Bộ, có Nam Bộ là Nam Bộ ở trên thôi, chứ không có vụ mà che hết mặt nước như hồi xưa như thế này các bạn. Như hồi xưa là mình cứ che mặt nước để cho nó có chỗ núp cho nó nắng á. Mà bây giờ mình làm mái hết rồi, mình làm mái nhà hết rồi, nên bây giờ nó không có nắng nữa. Cái vấn đề đây không phải là nắng, nhưng mà cái vấn đề là cái kiểu của hồi xưa là như vậy. Tại cái hồ này mình xây được 21 năm rồi các bạn. 21 năm trước là lúc mình còn rất là nhỏ, mới mười mấy tuổi thôi, rồi bắt đầu đi lụm đá rồi về làm nữa các bạn. Cái hồ Nam Bộ này là đã 21 năm rồi đó. Rồi cái vàng ba kỳ đồ thì mình cũng đã làm clip cho các bạn xem rồi, nhưng mà sẵn dịp thả cá thì mình nói lại với các bạn, những bạn nào chưa hiểu đó. Các bạn thấy đây là hút mặt nè, đây là cái hút mặt nha, hút mặt rất là tốt. Còn cái hút đáy mình thiết kế chính giữa đó, hút mặt hút đáy đi vô ngăn lắng số 1 chứa chổi. Đây các bạn thấy chổi không, đây là chổi nè, qua ngăn lắng số 2 là chứa xi mắc nè, qua ngăn lắng thứ 3 là chứa máy bơm nè, bắt đầu bơm lên vàng ba kỳ đó, bơm lên nhà ba kỳ. Rồi ba kỳ này là ba kỳ 5 tầng nha, chứa xi mắc, san hô, nham thạch và cái vật liệu gốm Tritabio rất là mắc. Rồi mình trồng trầu bà đồ xung quanh lên để cho nó xanh cây rồi cho nó đẹp. Mấy anh này vẫn chưa tìm được đường ra các bạn. Nói chung là những cái dòng này cũng đa số là gọi là dòng mình thích, nên mình cũng để lại mình nuôi chẳng hạn như vậy. Nhưng mà chừng này thì hơi ít các bạn. Nếu có hồ như vậy thì phải thả được 3 thao như vậy nè. Mình thà nuôi cá nhỏ thôi, đừng có nuôi cá lớn, nuôi cá nhỏ cho nó nhìn nó lanh chanh lắc sắc hơn, chứ cá lớn thì nó mắc tiền lắm các bạn. Nó thứ nhất là nó mắc tiền, thứ hai là nó không có phù hợp với cái hồ này mình sâu có 40 cm thôi, nên chỉ thích hợp và nuôi được cá nhỏ thôi. Đây là thổ luồng của mình, mình đặt làm một cái ô kính chỗ này nè, mà đợi hoài chưa xong các bạn, chưa có thằng em nó chưa làm, mà mình đặt chỗ khác thì không được, tại vì nó là cửa kính mà đối diện nhà mình luôn đó, nhà nó bên kia đối diện nhà mình, mà mình đi đặt chỗ khác về thì kỳ lắm, nó cứ kêu đợi hoài, mà bây giờ cứ đợi hoài không biết đợi khi nào. Để các bạn, hôm nay mình nhập vật liệu lọc và xi mắc bạc kỳ rồi về rất là nhiều, để mình làm mấy cái tăng dưỡng cá để phục vụ nhu cầu cho các bạn. Nên mình bày ra rất là nhiều thứ luôn, bày ra một sân luôn. Cái này là mình đang dọn kho, đang làm chưa xong các bạn, nên nó tùm lum la gì. Chứ em muốn làm xong rồi thì nó sẽ đẹp hơn ha.
Còn đây là những đây là thùng dưỡng những cái em size 30 35 các bạn. Mình dưỡng đỡ thôi, tại vì mình đang đang làm thùng dưỡng có 3 kg rồi đầy đủ á, nên mình làm cái này để mình dưỡng mấy em này đỡ vài ngày thôi. Đa số khách trong này là có khách đặt mua hết rồi các bạn. Cá trong này nè. Vẫn chưa chịu ra, chưa biết đường ra các bạn. Chắc là quen nước rồi đó. Bình thường các bạn bỏ nước vô thì các bạn cứ lấy cái sao ra là thấy nó hao nước dơ ra nha. Nếu mà đó là cá vận chuyển xa về thì các bạn nên bỏ cái nước dơ đi, không được bỏ vô nha. Còn đây là cá của mình ở đây thì cá mình dưỡng đâu có cho ăn đâu, nên nước lúc nào nó cũng sạch hết á. Chỉ cho ăn cầm chừng thôi, chứ cho ăn nhiều cái hệ thống lọc nó không tốt. Nên em để cho nó khỏi bệnh là chỗ đó đó các bạn. Dưỡng là mà dưỡng cá mà cho ăn nhiều quá là nó thành ngại cá luôn. Tại vì trong cái thùng dưỡng các bạn biết không, là 500 lít mà mình bỏ tới 200 con. Thay vì người ta 500 lít người ta nuôi 20-30 con thôi, mình bỏ tới 200 con nên nó không có cho ăn được các bạn. Đây các bạn thấy nước nó trồi trồi lên đó rồi, nó chát xuống chạy xuống không. Mình còn phải làm đèn ở đây nữa. Ý, một em leo ra. Rồi bơi tung tăng rồi đó. Đang tìm đường. Ở dưới này mình dọn chưa kỹ các bạn, còn đất đồ tùm lum ở dưới luôn các bạn thấy không? Đất rất là nhiều luôn, nhưng mà mình kệ nó đi không sao đâu. Vài bữa cá nó bơi nó quánh lát nữa vô trong hút hết à. À cái hút đáy của mình các bạn thấy nó hút rễ cây vô không? Đây các bạn thấy đó, cái hút đáy nha, nó hút có mấy cái rễ cây vô hết rồi kìa. Ồ cái này để lát mình lôi ra lại. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hôm nay vậy là cái hồ này mình đã thả cá ok rồi. Các bạn có mua cá vật liệu lọc hay bất cứ cần tư vấn gì thì cứ inbox Zalo cho mình 0979938298 nha. Rồi cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và ủng hộ mình trong thời gian qua. Rồi chào tạm biệt các bạn.